Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Thầy Giáo Xưa qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thầy giáo xưa. Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đứng chào người thầy với tất cả sự kính trọng. Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói. Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói. Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó. Em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và mách với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy xoa túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối, và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi. Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy xoát từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục xoát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn. Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên. Người thầy đáp. Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó. Bởi vì khi thầy xót túi các em, thầy cũng nhắm mắt. Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em. Thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ, mà muốn đó như là một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất, thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không nên nhắc lại việc đó. Vì thầy tin rằng em nào đã lấy
sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn. Suy gẫm. Thưa quý vị, cách hành xử của người thầy trong câu chuyện đáng để mỗi người trong chúng ta noi theo. Giáo dục là tìm mọi cách khiến cho con người biết hướng thiện. Giáo dục không phải là sự trừng phạt. Cậu học trò trong câu chuyện đã phạm lỗi, đáng nhận lấy hình phạt do lỗi mình gây ra. Thế nhưng, với tấm lòng độ lượng và không muốn cho cậu học trò phải bị xấu hổ, mặc cảm với chúng bạn, người thầy chẳng những không cho ai biết, mà chính ông cũng không muốn nhớ đến lỗi lầm của cậu học trò mình. Chỉ với ước ao, em sẽ nhận biết việc làm sai trái của mình và đừng bao giờ tái phạm nữa. Còn thái độ của cậu học trò trong lúc phạm lỗi thì thế nào? Lo lắng, sợ hãi và cần sự tha thứ. Và có lẽ đó cũng là tâm trạng của mỗi chúng ta khi phạm lỗi. Chúng ta cũng tìm kiếm sự tha thứ, định mối quan hệ được phục hồi. Sự tha thứ là một đặc ân, vì người phạm lỗi không xứng đáng được tha. Lời Chúa cho chúng ta biết mọi người đều phạm tội và không một ai trong chúng ta xứng đáng được tha thứ. Sự tha thứ là một nghĩa cử của tình yêu thương, lòng thương xót và ân điển. Sự tha thứ là một quyết định không còn lưu lại điều gì, chống nghịch người khác, mặc dù họ đã làm điều ấy với bạn. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng, tất cả đều cần sự tha thứ từ Thượng Đế. Tất cả chúng ta bị tội lỗi ràng buộc. Lời Chúa trong sách Truyền Đạo, chương 7 câu 20 cho biết, không có một người công bình nào trên đất mà làm điều phải và không hề phạm tội. Tất cả chúng ta đều bị tội lỗi ràng buộc. Lời Chúa còn khẳng định, nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Điều này được chép trong thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 8. Tội của quý vị và tôi là gì? Lời Chúa trong sách Thi Thiên 51 câu 4 cho biết, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Chúng ta cũng giống như cậu học trò trong câu chuyện, cần được sự tha thứ. Bởi nếu tội của chúng ta không được tha, chúng ta sẽ chịu đau khổ đời đời về những hậu quả của lỗi mình. Chúa phán, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự chết là sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục. Vậy, làm cách nào để chúng ta nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời? Đó là nhận biết mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Thật lòng ăn năn và nhìn nhận sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu cho mình. Mời Ngài bước vào làm chủ đời sống mình. Khi ấy, tội lỗi sẽ được tha và linh hồn sẽ được cứu. Như lời Chúa phán trong sách Tin Lành, Giăng chương 3 câu 36. Ai tin con, tức là Chúa Giêsu, thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nếu quý vị là người chưa tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, chúng tôi ước ao quý vị mở lòng tin nhận Ngài để hướng được những ngày bình an trên đất và phước hạnh đời đời ở mai sau. Xin quý vị vui lòng tìm đến một hội thánh Tin Lành nào đó gần nơi quý vị cư ngụ, để vị mục sư nơi đó
quý con dân Chúa nơi đó sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị. Riêng quý vị nào đang sống tại vùng thủ đô Washington và phụ cận, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Chúng tôi rất vui để tiếp chuyện cùng quý vị. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần tâm tình của mục sư Trần Thái Sơn qua những lần bị chất vấn khi mục sư ở tù vì công việc Chúa tại Việt Nam sau năm 1975. Và giờ này chúng tôi xin nhường thời gian lại cho mục sư Trần Thái Sơn. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Sơn. Những năm tháng trong tù hai lần tại Việt Nam sau 1975, tôi có nhận được hoặc là bị nhận được những câu hỏi, đúng hơn là những câu chất vấn về niềm tin trong Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn ghi ra đây để xin Chúa cho người đọc hoặc nghe được những câu hỏi giống như vậy, để hiểu rõ về Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ. Hầu cho không phải là người có đạo, có tôn giáo, nhưng mà có đức tin như lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh dạy. Hầu hướng được sự sống thỏa lòng trong đời này cũng như đời sau. Hôm nay tôi xin giới thiệu câu chất vấn thứ ba, duy vật và duy tâm nghịch nhau. Người chất vấn hỏi tôi, nói không phải là thù nghịch, nhưng mà chúng tôi là người theo duy vật, các anh là người có tôn giáo thì theo duy tâm, không thể nào hòa hợp. Anh nghĩ thế nào? Tôi, mục sư Sơn trả lời, đúng như anh nói, các anh theo duy vật, còn những người có tôn giáo là duy tâm. Tuy nhiên, người tin lành tin Chúa Giêsu thì không phải duy vật hay duy tâm. Người chấp vấn lập tức hỏi tôi, vậy thì các anh tin lành duy cái gì? Tôi đáp, người tin lành chúng tôi tin Chúa Giêsu không phải duy vật, cũng không phải là duy tâm. Người tin lành chúng tôi tin Chúa Giêsu theo duy Chúa. Người chấp vấn hỏi thêm, duy Chúa là sao? Tôi đáp, Kinh Thánh chép, sau khi Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trời đất muôn vật từ thực vật động vật từ chim bay trên trời, loài thủy sinh vật dưới nước, loài động vật trên đất, tất cả chỉ bằng lời Đức Chúa Trời phán. Kinh Thánh xác nhận thế giới này được dựng nên chỉ bằng lời Đức Chúa Trời phán. Sau khi hoàn tất việc dựng nên muôn vật, Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Kinh Thánh ghi thuật Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất. Bụi đất là vật chất, một khối vật chất. Nắng nên hình người, đó chỉ là hình người, một tượng người. Như là một điêu khắc gia dùng một thỏi đất, một khối thạch cao, một thỏi kim loại. Đúc hoặc tạc nên một pho tượng, chưa phải là người, dù hình dáng là người. Kinh Thánh ghi tiếp, Đức Chúa Trời bèn hà sinh khí về lỗ mũi, thổi truyền sự sống của chính Chúa vào cái tượng người mà Chúa vừa nắng nên, thì cái tượng đất đó trở nên một loài sanh linh, một loài có sự sống, nghĩa là con người là sự phối hợp giữa vật và tâm, mà sự phối hợp này chỉ có Đức Chúa Trời tạo hóa làm, không ai làm được. Khi đó mới là người. Chính Đức Chúa Giêsu phán, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đây là lời Chúa Giêsu nhắc lại lời Đức Chúa Trời đã ghi từ 1500 năm trước trong Kinh Thánh Cựu Ước, trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
nhưng nhờ mọi lời từ Đức Giê-hô-va mà ra. Chúa Giê-xu phán những lời ấy khi quỷ Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu. Lúc mà Chúa Giê-xu bị đói sau 40 ngày đêm kiêng ăn cầu nguyện trong đồng vắng trước khi thi hành chức vụ trên đất, ma quỷ nói với Chúa rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Bánh đây là bánh mì mà người Israel ăn thường ngày, giống như người Việt Nam ăn cơm. Không có người nào điên khùng cho rằng chỉ cần ăn thì sống. Chính các anh cũng nhìn nhận, ngoài nhu cầu thức ăn thì chưa đủ, con người còn cần thức ăn tư tưởng mà. Cũng không có người nào ngu dại cho rằng không cần ăn vẫn sống. Con người cần cả hai, cần vật chất mà cũng cần cái tâm, cái linh. Cho nên loài người bị ma quỷ cám dỗ ngã theo cực đoan hai phương diện, vật chất và tâm linh. Có người chỉ lao mình vào cuộc sống vật chất suốt đời, chỉ lo làm để sống. Nên dân gian có câu tai làm hàm nhai hoặc là dĩ thực bi tiên. Trong khi đó, dân gian Việt Nam cũng có câu ăn để sống, không phải sống để ăn. Những người này cho rằng có thực mới biết được đạo. Kinh Thánh gọi những người sống mà chỉ biết ăn và ăn. Chúng nó cũng như con vật không biết chi sinh ra, chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, bèn hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Ngoài miệng thì duy vật chết là hết. Tôi nói với họ, bạn chưa chết sao bạn biết chết là hết? Ngay cả những người theo duy vật cũng đã biết trước khi chết rằng, tôi sắp đi gặp người này người khác. Nếu chết là hết, sao còn đi gặp người khác? Khi có người hỏi Đức Khổng Tử, sao sự chết có gì? Đức Khổng Tử đã trả lời rất thực tế, đầy khôn ngoan, ta chưa chết nên ta không biết. Có những người bị quỷ Sa-tan cám dỗ, chỉ chăm những việc mà họ cho là tâm linh, chỉ sống thụ động, không lo làm chi, cứ sống kiểu ôm cây đợi thỏ. Hoặc là trời cho thì trời đem tới. Số người này cho rằng thân thể là ngục tù của linh hồn, nên họ hành xác cho mau lụi tàn, như các phật kia của Ấn Độ. Cứ ngồi một chỗ năm này qua năm khác, hoặc có người mỗi đêm thì hành xác của họ. Họ quên rằng thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu mà. Kinh Thánh quở trách hạng người sống thụ động. Người biết này, Kinh Thánh chép, khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao báo cùng anh em rằng, nếu ai không cứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, không hề làm lụng, trở chăm những việc vui mà thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Kinh Thánh cũng dạy hãy siêng năng mà chưa làm biếng, nhưng thà chịu khó. Chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có việc chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Người tin Chúa Giê-xu không phải là người xuất thế lãnh tục hoặc núp bóng duy tâm hay duy linh, cho rằng để bớt khổ. Cũng được Kinh Thánh dạy không phải tin Chúa Giê-xu rồi cứ ngồi đó sống thụ động chờ Chúa nuôi, nhưng sống như lời Thánh Phaolô nói, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Vế thứ nhất, Phaolô dạy tôi làm được mọi sự, vì tôi đã tập cả. Nếu ngừng ở đó thì đúng là kiêu ngạo. Nhưng về vế thứ hai, Phaolô nói nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Phaolô muốn nói không có Chúa ban thêm sức thì ông không làm được gì. Ngược lại, nếu Chúa ban thêm sức mà Phaolô không chịu luyện tập, cũng không chịu làm gì cả, thì Phaolô cũng chẳng làm gì được.
Chính sứ đồ Phaolô làm chứng với các chấp sự trong hội thánh tại Ephesus. Phaolô nói, chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng dạy bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu phán. Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Hầu hết những người thờ một vị thần nào đó thường tưởng tượng vị thần đó uyển hoặc vô hình, dù chỉ là sản phẩm tưởng tượng, và với sự suy nghĩ áp đặt cho vị thần vô hình ấy quyền năng to tát. Có lời dạy Kinh Thánh mặc khải về Đức Chúa Trời thì như sau: lời Đức Chúa Trời mặc khải về Chúa ban đầu có ngôi lời, một lời nói có thân vị một đấng, không phải là một lời nói bình thường. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Những câu Kinh Thánh đó mặc khải một Đức Chúa Trời cao cả, vinh hiển, chói lói. Bởi thế, chính Đức Chúa Trời phán với Môi-se: ngươi sẽ chẳng thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đó là duy tâm, duy linh. Chính Đức Chúa Giêsu xác nhận Đức Chúa Trời là thần linh. Chúa Giêsu giải thích, thần linh thì không có thịt và xương, không rờ chạm tiếp xúc được. Bởi đó, một lần nữa Kinh Thánh phán, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đầy ơn và lẽ thật, Đức Chúa Trời là thần linh, đã trở nên xác thịt ở giữa mọi người là Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh phán, Đức Chúa Giêsu vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngôi lời là Chúa Giêsu đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí là chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu phán, ai đã thấy ta tức là đã thấy Đức Chúa Trời Cha. Kinh Thánh khẳng định ấy chính Chúa Giêsu là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu nhất trong hết thảy muôn vật dựng nên. Trong Chúa Giêsu Christ con người, chúng ta thấy được một sự kỳ diệu mà trên trời dưới đất không có ai có được. Một đấng thần linh trong một con người vô tội. Nói cách khác, Chúa Giêsu Christ là một đấng thần nhân. Đó là lý do mà sứ đồ Giăng viết rõ ràng: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Thần linh thì chúng ta có thể nghe đấng ấy phán. Nhưng mà người tin Chúa Giêsu còn được thấy, được ngắm và rờ chạm tiếp xúc với lời sự sống là Chúa Giêsu Christ. Một người tin Chúa Giêsu không chỉ được cứu phần linh hồn, tức là phần tâm linh, nhưng mà người tin Chúa Giêsu được cứu cả thể xác. Người tin Chúa Giêsu được hưởng phước lành ngay trong đời này lẫn đời sau. Nhiều người đã hiểu sai lời Kinh Thánh dạy khi bảo rằng tin Chúa Giêsu để linh hồn được cứu rỗi, mà quên rằng người tin Chúa Giêsu cũng được cứu cả phần thể xác của họ nữa. Dĩ nhiên, người tin Chúa Giêsu cũng chết vì lời Chúa phán. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Vua David gọi sự chết là con đường chung của cả thế gian. Sách Truyền Đạo ghi lời của vua Solomon nói: lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ,
và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Chết không phải là hết, nhưng là một hành trình mới đi đến đối diện đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời để chịu phán xét. Hoặc đã ăn năn tội và tin Chúa Giêsu Christ để nhận lấy sự sống đời đời. Hoặc ngược lại, lúc sống không chịu ăn năn tội mình, không chịu tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Giêsu cho mình, thì bị ném vào hồ lửa đời đời, chịu hình phạt cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Người tin Chúa Giêsu qua đời thì linh hồn được ở với Chúa Giêsu Christ, còn thân thể được gửi vào bụi đất chờ giờ Chúa Giêsu Christ tái lâm trở lại trên đất. Họ được sống lại cách vinh hiển, hòa nhập phần hồn, được hưởng phước trọn vẹn của Đức Chúa Trời vô hạn vô tận. Người không có tôn giáo thì chỉ cần hiện tại đầy đủ vật chất, cứ ăn đi uống đi vì ngày mai mình sẽ chết và nghĩ rằng chết là hết. Sống mà không có tương lai, giống như một học sinh đi học mà không có hy vọng tương lai, thì không thể tấn tới được. Còn người theo một tôn giáo duy tâm hoặc duy linh, thì chỉ trông vào một thiên đàng, một niết bàn xa vời mà mình không thấy. Không cần hiện tại, không có hiện tại thì ôi mong gì có tương lai. Hóa ra chỉ là ăn cái bánh vẽ. Không có hiện tại thì lấy gì bảo đảm tương lai? Một người hiện tại không học thì làm sao cho rằng ngày mai mình sẽ thành người hữu dụng? Cảm ơn Chúa, người tin Chúa Giêsu thì được chính Chúa ban sự sống, ở đất cũng như ở trời, sống những ngày trời ở trên đất. Người tin Chúa Giêsu tức thì được sự sống đời đời, và có một tương lai vinh hiển ở với Chúa là Cha trên trời. Chúa Giêsu phán: Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống mà được sự sống dư dật. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Rõ ràng người tin Chúa Giêsu được tha tội và hưởng gia tài với các thánh đồ trên trời. Tôi xin Chúa ban cho người chấp vấn tôi cũng như nhiều người được nghe tiếng Chúa yêu thương gọi, còn được cơ hội tin Chúa Giêsu hầu được cứu phần linh hồn và thân thể, hưởng được thiên đàng ngay trên đất này trong đời này và đời sau. Mong lắm thay. Amen. Trở về bên Chúa
niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý, xin cho con trái tim xin ngàn đời.